Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại chợ Tân Hiệp, nó thuộc phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, quý vị. Hôm nay là thứ năm, ngày 25 tháng 2 năm 2021. Bây giờ là khoảng gần 10 giờ sáng, quý vị. Nắng khá là cao luôn. Thì hôm nay Phú có dịp đi ngang qua cái khu chợ này, cho nên là ghé quay cập nhật tình hình cho quý vị xem luôn. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Thì cái khu chợ Tân Hiệp này á, ngày xưa bản chất của nó nằm ở ngay cái chỗ mà ngã tư Tân Phong á, nó là trung tâm thương mại Bixi bây giờ. Thì hồi xưa bà con ở Biên Hòa cứ quen gọi cái chợ này là chợ ngã tư, quý vị. Tại nằm ngay ngã tư Tân Phong á, nên gọi là chợ ngã tư. Và khét tiếng là chợ chặt chém. Về sau thì chợ được di rời vào bên trong khu sân bay Đồng Nai để xây dựng cái khu trung tâm thương mại Bixi đó, và về sau này thì lại xây ở ngoài này và chuyển vào đây. Thì hôm nay là những ngày sau Tết, Phú đi ngang qua chợ thì quay cập nhật tình hình luôn cho quý vị xem. Quý vị xa nhà xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Bây giờ là gần 10 giờ sáng rồi. Thì cái giờ này Phú nghĩ chắc là bà con mà đi mua đồ ăn thì chắc là đã đi chợ xong rồi. Chỉ còn lại những cái khu mà bán những cái đồ vật phẩm, vật dụng này thì có thể là còn có người đi mua lai rai. Đấy. Phú đi cái đường bên hông chợ này quay cho quý vị xem nhé. Thì cái chợ Tân Hiệp này nó nằm ở cái khu vực chỗ này là ngay cái đầu đường đi vào bên trong sân bay Đồng Nai, quý vị. Nó cũng nằm ở đây cũng được khá khá lâu rồi đó, cũng khoảng cỡ chục năm rồi, quý vị. Còn hồi xưa thì bản chất của nó là chợ ngay ngã tư Tân Phong, quý vị ha. Đấy, mọi người thì quen gọi là chợ ngã tư. Đi vòng vòng đây vòng cho quý vị xem. Chợ cá, hải sản, cá hải sản. Đây là một cái khu chợ khá là lớn, quý vị. Bán cả ngày luôn, quý vị nhá. Chợ bán cả ngày luôn. Nếu mà tính ra về cái diện tích của cái khu chợ này thì có thể nói là nó phải ngang ngửa với chợ Biên Hòa, rất là rộng. Rồi, cô đi dạo qua hết cái khu này, đi một vòng chợ cho quý vị xem ha. Khu này là bán đồ ăn, bún, hủ tiếu, rồi chè, cháo, đủ thứ ở đây. Khu này người ta vẫn đang ăn sáng, ăn trưa, đủ thứ ở đây. Và khu này thì bán trái cây. Nó nằm sát cái đường mà Phạm Văn Khoai đi vào bên trong sân bay Đồng Nai, quý vị. Đi đúng một vòng của cái chợ này quay quý vị xem ha. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Trái cây. Trái cây quý vị, rất là ngon. Cô nhận thấy là sau Tết ấy, thì hầu như cái khu chợ nào cũng vậy, loe ngoe vài người bán, có vẻ khá là ế ẩm, nên không có được đông đúc sum tụ như là cái dịp Tết. Ăn Tết xong rồi hầu như không có ai mà muốn mua sắm cái gì cả, ngoài cái việc là mua thực phẩm thiết yếu hàng ngày thôi. Còn ba cái đồ mà rinh ta linh tinh này thì ít người mua lắm, và người ta cũng phải tính toán lại, quý vị. Bởi vì cũng là một cái năm khó khăn, mà sau một cái Tết thì cũng gọi là tưng bừng rồi, cho nên là mọi người cũng tính toán lại. Quý vị nhìn rau tươi ngon không? Rau nhìn ngon lành, nhìn rất là đã.
nhiều khi chợ ế quá, hoặc là các tiểu thương người ta không có đeo khẩu trang. Quay đường coi. Nên là người ta cũng không thích là có người quay phim. Đó. Rồi, cô đi dạo vòng bên khu vực chợ thịt này. Chợ thịt cho quý vị coi nha. Đó. Vậy thấy không? Khu chợ văn hoè luôn. Tiểu thương thì nhiều mà người mua thì ít. Gian hàng nào cũng chả thấy ai mua. Thì như Phú đã nói lúc nãy giờ là có thể là cái giờ này là cũng giờ khá trễ rồi, cũng không phải là cái giờ mà để đi mua chợ, đi chợ mua đồ ăn nữa, cho nên là chợ nó cũng khá vắng vậy. Bây giờ là vô chợ là chủ yếu là mua những cái vật dụng thôi, nhưng đồ ăn đồ uống thì giờ này trễ rồi. Thường thường người ta đi chợ mua đồ ăn thì người ta đi vào khoảng 7, 8, 9 giờ, khoảng có 9 giờ đổ lại. Đấy. Đi vòng vòng con đường này quay cho quý vị xem. Các cái cửa hàng thịt. Loè ngoè vài người đi chợ. Toàn người bán, chả thấy người mua đâu. Không có đường vô, đường bé quá, xe chạy vô không được. Đây, đi xuống cái đường này rồi đi ra ngoài luôn. Cập nhật một số hình ảnh như vậy để quý vị có thông tin ở những cái khu chợ ở Biên Hòa và những cái ngày mà sau Tết quý vị nhé. Đây, bây giờ Phú sẽ đi cái đường này với ra ngoài luôn. Thì như lúc nãy Phú đã nói, cái đường này là quý vị sẽ đi ra cái đường Phạm Văn Khoai. Phạm Văn Khoai là cái tên về sau này thưa quý vị. Cái khu vực đường cái này chúng ta đi vào cái sân bay Đồng Nai đó. Quý vị nào mà từng ở đây, quý vị biết là cái chỗ này hồi xưa là có mấy cái quán thịt chó. Thịt chó ba miền đồ, khá là nổi tiếng ở khu vực cái này. Bây giờ người ta dẹp hết rồi. Giờ dẹp hết rồi, giờ ở đây người ta ăn nhậu những cái món khác như thịt chó thì giờ hiếm lắm. Mà hầu như thịt chó cũng rất là những ít những cái quán mà bán ở đường như này. Đấy. Giờ toàn là lẩu với lại gà với lại mực đồ. Thịt chó ít bán lắm. Vậy thịt chó bây giờ mà bán lăng phén là cơ quan chức năng là người ta vô người ta phạt đó quý vị nha, phải giỡn đâu, kiểu như là tránh tình trạng mà bắt trộm chó đó. Nhiều đối tượng bắt trộm chó xong rồi bán cho những cái cơ sở mà thịt chó này, bán thịt nè, bán quán nhậu nè, cho nên bây giờ mà những cái quán thịt chó là người ta cũng e dè cái chuyện này lắm quý vị. À, đi cái đường trong này quý vị xem, cái đường này có thể coi là một cái con đường mà chuyên gia về ẩm thực luôn. Quán ăn, quán uống rất là nhiều ông này. Vào những cái năm mà còn bình yên, con cô nó chưa có về đây ấy, thì mọi thứ nó rất là tuyệt vời quý vị. Quán xá lúc này ông đông, nhiều khi không có chỗ ngồi luôn. Mà từ cái ngày mà con cô nó về đây rồi là buồn lắm quý vị. Quán nào cũng vắng hoe vắng hoắt, điều hưu. Những cái quán ăn, quán nhậu vắng lắm.
làm ăn thì khó khăn, mà vô quán ăn quán nhậu thì nhiều khi người này người kia đâu có biết là ai bệnh tật hay không đâu quý vị, nên là người ta cũng hạn chế nhiều. Các ông các anh là cũng từ bỏ rượu bia nhiều. Đấy, quán dê là nhiều vậy. Bây giờ là đa số là người ta khoái ăn dê là nhiều vậy. Thịt dê ăn ngon, dễ ăn nữa, nhưng mà không hề rẻ. Thịt dê là cái món thịt rất là ngon mà không hề rẻ. Đấy, đi thẳng cái đường này là chúng ta đi vào bên trong sân bay Đồng Nai quý vị. Đây này quý vị, nhìn thấy cái chỗ mà người ta rào này không? Đấy, cái chỗ này thực chất ra hồi xưa nó là cái chợ Tân Hiệp bây giờ đó, cái chợ tạm, gọi là cái khu chợ tạm á đó. Bây giờ thì ở đây nó giống như là một cái khu mà người ta cho thuê mặt bằng để mở những cái kiosk, những cái gian hàng bán hàng. Nói về cái khu chợ Tân Hiệp đó thì cả là một câu chuyện dài quý vị, rất là phức tạp đó. Chằn chấp biết bao nhiêu bây giờ mới có cái khu chợ Tân Hiệp như vậy. Đây, trước mắt quý vị đây là sân bay Đồng Nai quý vị ha, sân bay Đồng Nai, nơi mà những năm gần đây được chọn làm cái điểm để bắn pháo hoa đêm giao thừa. Ôi xa, cái đường cái này nó cắt bê tông ghê quá. Cái đường này không có tên đường, nó đi một vòng chung quanh cái sân bay Đồng Nai, chỗ này không có tên đường. Cái đường Phạm Văn Khoai thì nó chỉ là cái đường ngoài thôi. À, quý vị nhìn thấy không? Phía vành đai bên ngoài của sân bay là người ta đang có những cái công trình khác nữa, nhưng mà không biết đang làm cái gì. Đấy, tới chỗ này là khu trường Đại học Đồng Nai rồi. Đó là trường cao đẳng sư phạm hồi xưa đó. Đó. Sân bay Đồng Nai. Cái khu chỗ này cũng là một cái khu ẩm thực khá là nhộn nhịp về chiều tối quý vị. Chiều tối ở khu này nhộn nhịp lắm, các quán nhậu, quán lẩu, ăn vặt buổi tối đông lắm. Cứ chiều chiều tới tối là bắt đầu chỗ này là dọn dẹp ra buôn bán nhộn nhịp lắm, như là một cái phố ăn vặt vậy. Còn ban ngày thì chỉ có một vài quán cà phê thôi, một vài quán cà phê ở đây bán thôi, chứ còn quán ăn thì ban ngày ta không có bán. Phú sẽ đi cái đường này và đưa quý vị đi qua bên cái khu vực mà khu dân cư Đinh Thuận á, khu dân cư Đinh Thuận, và chúng ta sẽ đi qua khu Gia Viên luôn nha. Đi một vòng như vậy để quý vị có thể biết được tình hình ở đây và đường xá như thế nào, đường đi nó ra làm sao. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Thì Phú tin chắc rằng nếu mà ngày xưa mà quý vị mà còn sống ở đây này, quý vị sinh sống ở khu vực chỗ này thì nó không được như này đâu. Tại vì hồi trước ở khu chỗ này cách đây chỉ khoảng có 10 năm trước thôi, là ở đây là toàn là vườn điều với vườn liễu không, làm gì mà có khu dân cư nhà ở này đâu. Leo nghe được vài nhà, đi vô sợ ma thấy mồ luôn. Bây giờ ma nó vô đây nó còn sợ luôn. Xưa là người sợ ma, giờ ma sợ người. Đất đâu còn nữa quý vị. Giờ đất đây mà đụng vô là phỏng tay liền, rất là kinh khủng. Đấy, bên hướng tay phải của Hú đây quý vị thấy đó là khu dân cư Đinh Thuận, nó thuộc khu phố 5 của phường Tân Hiệp. Còn bên phía bên tay trái của Hú đó là khu phố 3 của phường Tân Hiệp. Đi vòng đây cập nhật tình hình quý vị xem ha. Hôm nay Phú đi hơi trễ hơn mọi ngày một chút để xem là
tình hình nó có khác gì với lại buổi sáng sớm hay không? Nhiều khi Phú đi sớm quá thì có thể là có những cái điều nó chưa có xảy ra. Nhìn nó lại không có đúng. Nên là lâu lâu Phú đổi khung thời gian chút. Rồi lâu lâu Phú lại đổi là Phú sẽ quay vào buổi tối, quay vào buổi chiều để có những cái hình ảnh khác cập nhật cho quý vị xem. Đó. Đây là cái cổng chính để đi vào bên trong khu dân cư Đinh Thuận đây này. Đấy, cái cổng chính để đi vào bên trong khu dân cư. Khu dân cư này cũng có cách đây khoảng cỡ hơn chục năm trước rồi. Nên bây giờ nó cũng khá là cũ kỹ rồi. Còn bên này là trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh Đồng Nai. Trung tâm giới thiệu việc làm này nếu mà quý vị mà ngày xưa ở Biên Hòa thì quý vị sẽ biết là nó nằm ở ngay chỗ khu chợ Biên Hòa ha. Nằm ngay chỗ khu chợ Biên Hòa. Nhưng mà về sau này người ta rời vào đây rồi. Làm rất là lớn đây, tại đất đây nó rộng. Thì cái trung tâm giới thiệu việc làm này cũng ok lắm quý vị. Anh chị em nào mà đang thất nghiệp, kiếm việc mà khó thì cứ chịu khó đến đây. Người ta có rất là nhiều công ty vào đây người ta tuyển dụng ấy. Và vào mùng 10 hàng tháng thì công ty sẽ xuống trực tiếp ở đây, người ta sẽ mở một cái sàn giao dịch, nó gọi là sàn giao dịch việc làm. Đấy. Thì anh chị em nào mà chưa có việc làm, đang bị thất nghiệp, muốn tìm kiếm một việc làm thì cứ đến đây coi công ty nào mà ok thì chúng ta apply vào. Đấy, thế là xong thôi. Khá là tuyệt vời. Giải quyết được rất là nhiều công việc làm cho các anh chị em. Khu bên này thì quý vị thấy là ở phía tay trái của Phú thì ở trong này nó là công ty. Tường rào hết rồi. Còn bên này là khu dân cư Đinh Thuận. Rồi sau đó là đi ra hướng khu gia viên. Đó. Cái khúc chỗ này là nó có một cái trường học ở đây quý vị. Đây quý vị nhìn thấy cái khu bên này này. Cái tường nhà bên này nó là cái trường học. Đó. Còn cái khu bên này là trung tâm công tác xã hội tỉnh Đồng Nai này. Đấy, nó là cơ quan của nhà nước này. Nên là nó vắng lắm. Chỗ này nó vắng. Cái khu chỗ này hồi trước thực sự mà nói là buổi tối á, nhiều khi các chị em phụ nữ buổi tối không dám đi qua cái khu này. Đấy. Còn bây giờ là đỡ hơn nhiều rồi. Bây giờ là người ta đi lại thoải mái rồi quý vị. Ổn men, xe tải nó xuống hú hồn luôn. Đây bên này quý vị thấy này. Đấy, ta đang bán đất này. Bán đất tại đây 5 x 19 mét. Ôi rồi ôi. Đất lô nhìn chất quá. Đấy. Đất đai ở nhìn phê quý vị ha. Phê lắm. Đụng vô là phỏng tay ngay. Cái đường này là quý vị sẽ đi thẳng ra ngoài xa lộ Hà Nội đó quý vị. Thẳng ra xa lộ Hà Nội. Quý đi dạo dạo vài con đường ở đây quay quý vị xem. Đấy. Cái đường này là quý vị sẽ xuống cái chợ này. Đấy, xuống cái chợ. Ở đây. Quý đi thẳng cái này xuống cho quý vị xem cái chợ. Khung giờ 10 giờ buôn bán ra làm sao? Cái chợ này nó cũng là cái chợ tự phát thôi các vị. Bà con đây cứ họp chợ rồi ngồi ở trước mặt bằng nhà đó bán dài 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 ra. Chứ đâu có kiosk hay sạp gì bán đâu hả? Đấy. Cứ ngồi dài dài dài. Rồi ai mà không có mặt bằng thì có thể là thuê mặt bằng của nhà người dân đây này. Đấy. Tháng nhiêu tiền đó. Thuê người ta bắt đầu ngồi kê đồ ra bán thôi. Đấy, riết là thành một cái khu chợ dài dài dài. Nói chung là bây giờ mà ở đâu mà dân ở đông đông quý vị mà
kiểu như là chưa có chợ ấy, là tự động người dân người ta sẽ họp lại thành một cái chợ. Cho nên ở Biên Hòa bây giờ chợ tự phát nhiều lắm vậy, chợ tự phát nhiều lắm. Nhiều khi người ở đâu đến cứ bảo là đến cái chợ, chợ chợ đâu có chợ tên gì đâu. Mà cũng chả biết cái chợ là chợ gì, chợ tự phát mà làm gì có chợ đâu, tên chợ đâu, cứ gọi chợ nhỏ, chợ nhỏ. Ốp trà mít này thơm ngon quá. À, người thấy không, những cái khu chợ trên chỗ này bán những cái mặt hàng văn hoè, ai hoè không hoắt. Bắt đầu là xuống tới cái khu chỗ này bán rau củ quả thịt cá thì còn có người xíu, tại nó là thực phẩm mà, thực phẩm thì không thể nào mà không mua được, ngày nào cũng phải đi chợ mua để ăn chứ. Đấy, rau củ quả này. Thấy không? Lèo nghe vài người tiểu thương ngồi ngơ người là chả thấy ai mua. Nhiều khi cùng một mặt hàng mà có quá nhiều người bán, chợ thì ế mà cùng một mặt hàng có quá nhiều người bán cũng khó bán rồi. À, vậy thôi văn hoa. Người bán thì nhiều, người mua thì ít, người đi mua leo ngoe. Và bây giờ ở Biên Hòa cũng mọc lên nhiều cái hệ thống siêu thị, siêu thị mà người ta dạng siêu thị mini ấy quý. Siêu thị mini người ta bán như ở chợ ấy đó. Các cặp vợ chồng trẻ người ta đã chọn hình thức này vô mua luôn cho nó nhanh mà sạch sẽ. Đó. Lười vô cái chợ này. Đấy, cho nên là những cái khu chợ như này nó cũng mất nguồn khách hàng nhiều quý. Đây, tới đây là hết cái chợ rồi này. Tới đây là hết chợ rồi quý vị. Tôi sẽ đi ra cái đường này nha. Đấy, đi ra cái đường này đi. Chỗ này là nó vẫn thuộc khu phố 5 của phường Tân Hiệp vậy nhé. Khu này dân cư người ta ở cũng đông đúc lắm, nhộn nhịp. Dân ở những cái khu này đa số là dân tứ xứ là nhiều quý vị. Còn dân mà định cư từ trước đến giờ thì bây giờ cũng ít lắm, không còn nhiều nữa đâu. Một số thì cũng đi nước ngoài hết rồi, một số thì tản mát bốn phương. Dân ở đây giờ đa số là dân tứ xứ là nhiều. Nhiều khi đời cha đời ông thì giàu có lắm. Sống giàu có ở đây có tiếng luôn ấy. Rồi nhiều khi ai cũng nói là ôi trời, nhà ông này hả, sống biết bao nhiêu đời không biết hết của chưa. Trời ơi, xin lỗi chứ đời cha đời ông thì ngon lành vậy đấy, đến đời thằng con thằng cháu nó vô nó phá một phát một núi vàng lở, được vài bữa lại bán đất bán nhà ngay. Bán đất bán nhà thì những cái người mà người ta ở chỗ khác đến người ta mua đất riết rồi cái khu này nó thành khu tứ xứ. Toàn người đâu đến mua đất thôi, còn người gốc thì chảy đi nơi khác hết rồi. Đó là như vậy quý vị. À, chúng ta ra xa lộ Hà Nội quý vị nhá. Chúng ta ra xa lộ Hà Nội này. Khu vực này nó gần khu vực cầu Sập luôn rồi. Đấy. Nó gần cái cầu Sập luôn rồi này. Cứ chạy ngược chiều một tí rồi qua đường. Đây, tôi đứng ở ngay đây quay cái khu vực cầu Sập cho quý vị xem này. Đấy, quý vị thấy không? Đó, ngay cái chỗ này là khu vực cầu Sập. Quý vị thấy xe đang chờ đèn đỏ này.
Đấy, hướng này chúng ta đi về Trảng Bom ha. Còn hướng ngược lại thì chúng ta đi về Sài Gòn. Đấy, xe đang chờ đèn đỏ dài luôn. Đấy, hướng này chúng ta về Sài Gòn này. Rồi thì hôm nay cái video này cũng muốn cập nhật một xíu hình ảnh ở khu vực phường Tân Hiệp, khu gia viên quý vị xem sau Tết như thế nào. Cái video này cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an quý vị nhé.